Rồi, chào các bạn nha. Thì hôm nay mình đi mình phát hiện cái ổ cò mà con nó mới nở kìa. Nó còn một trứng mới khảy mỏ à. Hôm nay mình sẽ lình mình quay xem coi nó nở ra như thế nào ha. Con cò mẹ thì nó bay đi rồi. Này là cò gán ha, cò lửa đó, cò xám mình á. Một trứng muốn khảy mỏ rồi, thì có bốn trứng để nở được bốn con, còn một trứng nữa đó. Thì bây giờ mình sẽ để cái camera ở gần cái tổ nó để quay con mẹ nó lại.
Thì mình có đặt cái camera nhưng mà đợi lâu quá nó cũng không lại nữa. Cò này nó khôn không? Này cho các bạn xem cái mấy cái con đó thôi. Để mình rình hoài nó không dám lại, con nó bị nó không nở được. Ba con, một con nó gần khảy mỏ đây. Nó khảy mỏ rồi. Cò này cò gán ha. Cò lửa mình á, cò xám. Thôi cho các bạn xem một chút thôi, biết về cái con cò, cái tàu cò con. Thôi chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip sau.